Em thế thì có cái kỷ niệm nào đặc biệt, hẹn hò nhau thế nào? Mỗi lần mà em đi quay, ai về trước đợi người kia về, rồi hai đứa chở nhau đi ăn, đi uống. Mà đi thì cũng phải bịt khẩu trang, rồi đội nón lụp sụp, lựa những cái quán nào vắng thì mới dám vô ngồi ăn. Mình chỉ nghĩ đến cách đó thôi. Nhưng mà có một lần anh bị phát hiện, đó là một lần mà em chở Diệm đi tỏ tình dưới quê, gọi là đi gù. Lúc đó em mới chở Diệm đi qua bên khu Trung Sơn ở quận 7. Thì cái khu đó là cái khu mà những cặp tình nhân hay chở nhau qua bên đó, là ngồi ngắm sông ở quận 7. Dạ, gù lỗ tai nè. Thì em chở Diễm, mà ngày hôm đó là xui sao á, chỉ có cặp em thôi, không có ai hết á. Vừa thắng xe lại, cái hai đứa ngồi trên xe vừa quay qua nhìn nhau cười, chưa nói được câu nào là từ xa có cái đèn pin của bảo vệ xịt lên. Sao mà em nhớ là hai đứa mới có vậy thôi là rọi thẳng cái nhau mà luôn. Xong hai đứa giống như bị bắt quả tang á anh. Kể từ đó là không bao giờ dám đi ngang qua con đường đó nữa, sợ bị phát hiện là hay diễn viên. Cái hồi đó thì các bạn chạy show suốt nhỉ? Chứ thầy thời gian dành cho nhau thế nào được? Cái thời gian mà tụi em gặp nhau là hầu như là chỉ sau giờ khuya thôi. Em đi quay phim xong rồi em diễn kịch ở sân khấu Edicap tới gần 12 giờ khuya. Thì Diễm cũng ở nhà đợi, xong rồi em về em chở Diễm đi ăn xong rồi mới chở Diễm về nhà Diễm, rồi em về nhà em. Rồi. Thì cứ như vậy mà cả năm trời. Thì theo Diễm có phải là vì mình đóng phim với nhau rồi lại có những gọi là mối tình trên màn ảnh ấy, thì nó cũng là một cái chất xúc tác để các bạn đến với nhau. Mối quan hệ bắt đầu thì ít nhất là mình cũng phải cảm thấy một cái sự đồng cảm. Từ xưa là em rất là tuyên bố rất là hùng hồn, chắc không bao giờ mà em lấy chồng là ở diễn viên đâu. Em cũng vậy, em cũng tuyên bố không lấy vợ là diễn viên đâu, nên tuyên bố luôn mà. Giống như cái câu đó nó vẫn vào người ghét của nào cho câu đó. Cho nên là mình cũng không đoán trước được là mình sẽ có một người chồng là một anh chàng diễn viên. Khi mà em quen ảnh rồi là em cứ sợ bảo là mình không tài giỏi bằng, rồi rất là ngại khi mà người ta phải so sánh mình như thế này như không kia. Yêu nhau nó sự đồng nghiệp của trái tim chứ đâu phải là chuyện là nghề anh làm gì đúng không, chị làm gì, quan trọng là yêu nhau. Nhưng mà hồi lúc mà em mới quen ảnh thì hầu như là em cũng mới hoạt động nghề cũng vài năm thôi, thành ra là em cũng rất là nhút nhát. Anh chị em diễn viên có kể rằng là hai bạn ngày xưa là cũng quan tâm nhau lắm, ví dụ như là khi đi quay ấy, là Diễm còn hay mang cả cặp lồng cơm đến cho Thành ăn cơ. Hay là quay mà gần đó thì bao giờ ông Thành lại đi chạy sang bên cái đoàn phim bên kia để xem Diễm đóng thế nào, đúng không? Tại vì ngày xưa em với Diễm đi phim cũng khá là nhiều, chạy cũng khoảng 3-4 phim một lần. Cho nên cũng có nhiều phim tụi em đóng chung với nhau. Rồi có nhiều phim thì hai đoàn quay gần nhau. Cho nên cái thời gian mà tụi em quan tâm chăm sóc cho nhau là chỉ cái thời gian mà rảnh của trên phim trường. Ví dụ bữa đó Diễm quay gần đoạn em thì em rảnh, giờ trưa em sẹt qua em coi Diễm làm sao, ăn uống làm sao rồi. Thì ngược lại Diễm cũng vậy. Thành là hai phải đón đưa Diễm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là đã công khai rồi nha anh. Rồi. Còn trước khi chưa công khai là toàn là núp. Ủa, núp không à? Núp hả? Dạ núp. Núp ngay gốc cây trước đầu phim á. Em nhớ có lần ông ngồi ông chờ em ở dưới gốc cây kia mà em quay cái cảnh nó mãi nó vẫn trục trặc, nó vẫn không xong. Ông ngồi ngay gốc cây mà kiến cắn ông mấy tiếng đồng hồ. Mà không dám vô, mình cũng không dám đi. Đi sợ cô ấy đi ra không thấy mình. Thế là Thành là vất vả. Nên anh ngày xưa là anh với bà xã anh thì là bà xã anh bao giờ mà người đón được anh. Đón anh từ cổng nhà bà ấy ra vỉa hè.